Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là bún phở review đây. Nếu đứng trước một cụ rùa với tuổi thọ xương xương 105 thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Cùng đồng hành với anh dâu trong video ngày hôm nay để làm quen với cụ rùa đặc biệt này nhé. Đây là một trang trại cực kỳ đặc biệt với những loài động vật độc lạ vô cùng và nhân vật chính ngay hôm nay chính là cụ rùa đáng kính này đây. Nghe bảo nơi này chính là địa điểm việc nhẹ lương cao mà giang hồ hay đồn, anh dâu đã trốn nóc nhà đi đến đây với mong ước được làm lại cuộc đời đã nát bét của mình. Ông chủ trang trại là một người cực kỳ vui vẻ, ông đang hướng dẫn cho anh công việc cơ bản mỗi ngày. Đương nhiên rồi, những con vật ở đây chỉ cần ăn và ị đều đặn mỗi ngày là được. Đầu tiên họ sẽ đi phân phát những món thức ăn này cho những người bạn trong trang trại, trong khi những con vật khác đều thong thả từ tốn vì cháu nào cũng sẽ có phần. Thì đột nhiên một con dê trong lúc cao hứng đã nhảy tót lên cao, thôi thì đổ nhanh để chúng tự chia rồi sang chuồng khác nhé. Ô kìa, chiếc ỉn này trông nó độc lạ đấy nhỉ. Có vẻ anh ta đang không đói bụng cho lắm. Ông anh đang giới thiệu đến chú rùa đầu tiên, đương nhiên đây chỉ là một chú rùa còn non và xanh lắm, với tuổi thọ vài chục năm mà thôi, chiếc mai bóng loáng thế kia là biết nó đang cực kỳ khỏe mạnh rồi. Hello, chào mừng người bạn trông cực kỳ ngầu lòi của chúng ta, chiếc thằn lằn này đang cực kỳ đói bụng nên không được hào hứng cho lắm. Tuy trông nó khá đáng sợ, nhưng thực chất lại rất hiền lành, ông anh cực kỳ thích sờ nắn lớp mỡ béo múp của nó, khá giống với nóc nhà hiền như sư tử Hà Đông ở nhà ông. Và ngay sau đây là một trò chơi kích thích, đó là cho cá ăn cá, lượn dạo dạo miếng cá thôi mà những chiếc cá dưới nước đã muốn phát điên vì thức ăn. Về cơ bản thì việc cho động vật ăn sẽ không hề nhàm chán, thậm chí còn cực kỳ thú vị nếu bạn biết cách tìm kiếm niềm vui với chúng. Đương nhiên là phải giữ gìn đôi bàn tay của mình nữa. Sau đó họ đang có mặt để kiểm tra những quả trứng rùa, hôm nay đã có thêm một số con mới nở, thậm chí dây rốn vẫn còn chưa khô nữa cơ. Vì sở hữu rất nhiều trứng rùa nên đây sẽ là công việc thường ngày và nhất định không được quên đâu nhé, vì những cậu bé này sẽ không thể khỏe mạnh nếu ở mãi trong chiếc hộp bé xíu kia đâu. Vì có sự can thiệp của con người nên bạn có thể thấy phần mai của chúng cực kỳ xinh đẹp và nổi bật đúng không? Bún phở biết rất nhiều người trong chúng ta thường nghe nói và thấy hình cú mèo trên sách vở và đây chính là vẻ ngoài của chúng. Tuy chiếc mũi khoằm cùng đôi mắt mở lớn khiến nó trông khá đáng sợ, nhưng cứ yên tâm nhé, chúng hiền lành thật đấy. Một chiếc pet khác cũng hiền lành không kém là bé cá sấu này đây, nghe tiếng hầm hè của nó là biết nó yêu thương con người cỡ nào rồi. Và họ đang chuẩn bị một núi trái cây siêu bự để đến thăm những người bạn cực kỳ thân thiện và không kém phần hoành tráng. Có đến 6 con rùa khổng lồ trong trang trại này, với cân nặng xương xương khoảng 250-300kg mà thôi. Ngay cả anh chú khi cho ăn cũng phải cực kỳ nhẹ nhàng, nhỡ mà đớp yêu chúng tay một phát thì chỉ có khóc thét. Như lúc này đây, anh đang nói với anh dâu rằng, nếu có cho những chú rùa này ăn những loài quả cứng thì đừng dại mà tranh giành với chúng. Cẩn thận với khả năng chậm mà chắc thiên tài của loài vật này đấy, chưa kể rùa có một bộ nhá cực kỳ da dì và này nọ. Chỉ cần giữ chặt, rồi để bộ nhá đó làm nhiệm vụ của nó là được rồi, đớp phát nào ăn tiền phát ấy, đỉnh thật sự đúng không? Đương nhiên skill này đỉnh cao là phải rồi, vì đây chính là cụ rùa với tuổi đời đã lên tới 105 tuổi, nghe đến đây anh thanh niên vội mang đến cho cụ quả chuối cho nó mềm. Nhưng trò này chỉ là trò trẻ con thôi anh cu ạ, vì với bộ nhá cứng hơn đồng của cụ bây giờ, thì đớp vào xương của chú em còn vỡ vụn, huống chi chỉ là quả dưa non này. Cụ vừa đủng đỉnh thị phạm thêm cho anh thanh niên sáng mắt ra. Đây chính là cụ rùa già nhất trong trang trại, và đương nhiên là không ít nơi có được cụ rùa với tuổi thọ như thế. Tuy đã lớn nhưng cân nặng của cụ vẫn ở mức 275kg, trông độ dày của cái mai này xem, dù cụ có gầy đi bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể giảm cân nổi đâu nhỉ. Đấy, bao nhiêu người cứ nói rằng thì là dậy sớm để thành công, để rèn luyện sức khỏe, dẻo dai, nhanh nhẹn, thế nhưng minh chứng sống để kéo dài tuổi thọ là đây chứ đâu. Cứ ăn no ngủ kỹ, thoải mái tự tin làm điều mình muốn, chậm và chắc chính là bí quyết sinh tồn. Trong khi hai ông anh đang đàm đạo về cụ rùa trăm tuổi, anh thanh niên trầm ngâm, không biết sau này nên đối diện với cụ rùa đáng tuổi ông cha mình như thế nào đây. Bối rối thật sự, cụ rùa bên cạnh này thì tuổi tác trẻ hơn hẳn, cụ mới chỉ 104 tuổi mà thôi, thế nhưng vì là con cái nên cụ chỉ nặng 170kg mà thôi. Và với cụ bà này thì món khoái khẩu chính là chuối chín, trông cụ ăn hết quả này đến quả khác cực kỳ bon miệng mà thích thú thiệt chứ. Nhờ vào cặp ông bà đã hoạt động hiệu quả, mà giờ đây họ đã sở hữu cả một gia đình rùa khổng lồ, với kích cỡ chắc phải 10XL trở lên. Cực kỳ to lớn và vững chãi, trông đáng yêu thật sự, họ tận hưởng bữa ăn hàng ngày bằng niềm hạnh phúc và sự biết ơn vô cùng. Không chỉ rùa, mà còn một chiếc động vật khác cũng có tuổi thọ đáng nể trong trang trại này, chính là chiếc cự đà năm nay vừa đủ tuổi mừng thọ 60 trăng tròn. Vẫn còn khá hiếu động, trong khi anh chú đang cực kỳ tự hào về những người bạn lớn tuổi hơn chính mình, thì anh thanh niên đột nhiên rén ngang. Phải kính trên nhường dưới, mà nhìn xung quanh một lượt thì toàn các cụ các ông thế này thì anh khác nào đang chăm sóc trong khu dưỡng lão nhỉ? Có bác nào muốn đến đây khởi nghiệp với công việc xương xương là chăm sóc những chiếc pet độc lạ này không? Tha hồ trò chuyện tâm sự trải đời với những thú cưng trăm tuổi luôn nhé!
cùng comment xuống dưới để Bún Phở biết bạn có thích công việc này hay không nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại.